À, xin chào các anh chị và các bạn thì à, như thường lệ thì hôm nay là thứ sáu tuần đầu tiên của tháng thì à, sẽ có tin non farm thì à, cái tin này mình nghĩ là cũng ảnh hưởng khá lớn đến thị trường trong ngày hôm nay thì à, mình cũng sẽ làm cái video này để phân tích một số cặp à, cho các anh chị các bạn tham khảo và có thể là những anh chị nào các bạn đang à, quan tâm đến non farm thì có thể là từ đó sẽ có những cái cơ hội giao dịch nó sẽ tốt hơn nha thì những anh chị nào chưa đăng ký kênh của mình thì cũng nhớ đăng ký kênh và có những cái video mới nhất thì mọi người có thể nhận được nhá. thì mình qua cái lịch kinh tế thì vào khoảng 7 giờ 30 này cái bản tin non nonfarm nó sẽ được công bố và cái tin này thì cái thời gian này nó sẽ có cả đồng Canada và công bố tin luôn. thì cái cặp chịu ảnh hưởng nhiều nhất có thể là cặp u-cạc là một cặp mà cũng thường xuyên biến động khá là mạnh trong những cái giờ non farm, trong những cái tháng mà có tin non farm ra thì mình sẽ dựa trên phân tích kỹ thuật mình không có đánh giá nhiều cái yếu tố này tại vì ở trên mạng thì mình cũng thấy nhiều người người ta cũng sẽ dựa vào cả những cái này người ta đoán là có thể là tăng hay giảm có thể tốt cho đồng u hay không tốt cho đồng u nhưng mà mình sẽ làm cái video này mình phân tích dựa trên cái phân tích kỹ thuật đó để cho mọi người có thể tham khảo về một số cặp chứ mình không có dựa trên phân tích cơ bản nha À, rồi mình qua thứ nhất là cái đồng mà chịu ảnh hưởng nhiều nhất mà nhiều người quan tâm nhất à, chính xác là cặp u-cạc thì à, mình sẽ bắt đầu mình vào mình phân tích u-cạc trước nha. à, thì à, như mọi người đã thấy đúng không về xu hướng u-cạc thì trong dài hạn thì u-cạc đang có dấu hiệu tăng này đang có những dấu hiệu tăng này từ cái khi xuất hiện đây này mình sẽ vẽ kịch bản trước đây và nó tiếp tục đi lên thì khi đó một cái xu hướng à, tăng nó vẫn tiếp diễn và hình thành à, thì với hệ thống của mình á thì hiện tại này với uh, u cạc thì nó đã xuất hiện mô hình đỉnh đáy và đỉnh sau này cao hơn đỉnh trước đáy sau cao đáy trước uh, có một chút cái mà nó sẽ không uh, quá tốt đó là mọi người cũng để ý là ở trên đây là đỉnh cao nhất của nó thì đỉnh này cũng chưa cao hơn đỉnh này và cái đỉnh này cũng chưa cao hơn đỉnh này nên cái mà cái xu hướng thật sự mà để mà bay rõ ràng thì nó cũng chưa thực sự là có thì uh, về hệ thống thì mình vẫn xác định là cái xu hướng bay sẽ ưu tiên hơn là xu hướng sell Thứ nhất là vì là ở cái khu vực này á, nếu mà nến mà đi qua được rách right out qua được thì nó sẽ phá qua đám mây Ichimoku. Đây là một cái mức một cái mức kháng cự của đám mây Ichimoku này. Và nằm trên đám mây Ichimoku đây, nằm trên EMA 20 và 50 và đây tạo thành một cái đáy. Thì một cái xu hướng như vậy này nó sẽ ưu tiên và tích cực hơn. Khuyên những cái anh chị các bạn nào mà muốn cái xu hướng mà tăng á, muốn theo cái xu hướng tăng á, thì mọi người nên top lot ở cái vùng đáy này ngay cho mình nhá. Khoảng 1329 39 này. Đây là một cái vùng mà và bắt buộc mọi người phải top lot nếu mà nó phá qua cái vùng này khả năng là u cạc còn đi xuống ở dưới đây nữa thì khi đó nó lại hình thành mô hình ngược lại là đáy sau thấp hơn đáy trước và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước thì có thể là lại xu hướng có thể là right out trend và đi xuống được nữa khi đó nó sẽ rất nguy hiểm thì mọi người cũng phải là top lot cái vùng này và coi trọng quan tâm đến vùng này cực kỳ là phải quan tâm đến vùng này nhá khi mà các anh chị muốn sell thì cái kịch bản có thể là tin non farm 6 đồng usd nó sẽ À, giảm thì khi đó đó các anh chỉ phải chờ cái tín hiệu của cái cây nến 1 giờ đó, nó ổn định lại và cái xu hướng nó đang đi xuống thì mọi người có thể là mọi người sell và khi đó mọi người phải top lot ở cái vị trí trên này trên đây là một cái đỉnh đỉnh của nó thì có thể là tối nay á nó có hai kịch bản như vậy thì à, mọi người phải theo dõi và phải chú ý cái này khi mà mọi người sell mình mình sell khi và chỉ khi khi khi, khi đã ra tin rồi tin đã ổn định ở cây đến 1 giờ thì mình mới bắt đầu là mình sell và mình top lót ở trên đây. Còn hiện tại các anh chị mà muốn buy thì các anh chị phải top lót hiện tại ngay ở vị trí này luôn cho mình. Đó, mình nghĩ là các anh chị nên tham khảo cái kịch bản này nhá, thì nó sẽ tốt hơn. Còn về hệ thống của mình thì mình sẽ ưu tiên bay hơn là ưu tiên sell. À, thì đó, thì đó là những cái mà để cho các anh chị, các bạn có thể tham khảo ở à, cặp à, u cạc được nhá. Như hệ thống của mình, như những gì mình chia sẻ, những cái gì mà mình à, à, phân tích đó thì mình vẫn ưu tiên có thể là mình ưu tiên cái khả năng nó cao hơn đấy nhờ, một chút thôi nha chứ thật sự là nó cũng với cặp u cạc nó chưa chưa rõ ràng các anh chị kết nối những cái yếu tố mình đã phân tích này giờ các anh chị thấy đó cái cặp u cạc này nó cũng chưa quá rõ ràng được cái xu hướng phân tích kỹ thuật kỹ nếu mà nó không có xuất hiện những cái đỉnh như ở, ở đây này yếu tố nó rõ ràng hơn một chút hoặc là cái đỉnh này nó cao hơn đỉnh này này thì cái yếu tố nó rõ ràng hơn một chút nhưng mà thật sự là nó cũng đang còn ở lượng lượng khoảng là 60 40 đó, hoặc là 55 45 thôi chứ cũng không phải là quá rõ ràng thì mình cũng ưu tiên là các anh chị nào mà muốn buy ưu cạc thì cũng có thể buy nha. Rồi, mình sẽ đi qua phân tích vàng một chút. Cái video cuối tuần trước mình có nói các anh chị đúng không? Vàng thì mình vẫn ưu tiên sell hơn là ưu tiên, ưu tiên buy vì là cái lực nó xuống quá mạnh và ở đây các anh chị cũng thấy đó. Nó đã đang dành đang dần drag out qua cái đám mây rồi và nằm dưới EMA 20 50 khá là rõ ràng. Thì mình nghĩ là có thể là cái tin non farm tối nay nó sẽ không giữ được cái mức hỗ trợ này một hai bảy một hai tám mươi khoảng một hai tám mươi chứ là cái mức hỗ trợ này cái vùng hỗ trợ này nữa và khi đó nó sẽ nếu mà nó phá được cái vùng này ấy, thì nó sẽ hình thành các anh chị để ý này hình thành một cái xu hướng nằm dưới đám mây và có thể là một cái xu hướng còn giảm và cái vùng mà các anh chị khi đó cái mình kỳ vọng lại nó sẽ về cái vùng hỗ trợ dưới đây hơn đó, có thể là vùng hỗ trợ dưới đây là một cái vùng hỗ trợ tiếp theo còn một kịch bản khác nếu các anh chị muốn bay lên thì vẫn tốt được nha tại vì sao Tại vì nó rách out chưa rõ ràng và cái cây nến ngày hôm qua nó hình thành một cây nến doji ngay ở đây. Anh chị thấy đây và ngay ở cái vùng hỗ trợ đây khá là mạnh. Các anh chị bay thì các anh chị cũng phải top lót ngay ở vị trí này cho mình. Đó. Đây là một cái kịch bản mà có thể là à, nó sẽ top lót ở ở cái vị trí này cho mình nha. Còn về cái lúc mà ra tin mà thị trường mà cây nến H1 nó giảm xuống một cây mà nó xác nhận đó, thì mọi người có thể là à, khi đó cái giá trị nó xác nhận có thể nó nằm ở khi ở dưới đây rồi thì mọi người có thể sell thêm đó theo cũng được vì là về cái đỉnh sau này đỉnh này nó hình thành cái mô hình đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước rồi khi mà nó phá vỡ cái hỗ trợ này thì cái đỉnh của hỗ trợ này cũng sẽ thấp hơn cái đỉnh này khi nó phá vỡ xuống dưới đây đúng không thì cái cái này nó hình thành một mô hình giảm trong một cái xu hướng giảm ngắn hạn thì mọi người có thể là nó cũng khá là quan trọng nha thì khi mà giờ ra tin thì nếu các anh chị các bạn là mình cũng nói rồi các anh chị mà bay thì bay trước tin này top lót ngày ở đây còn sell thì khi các anh chị chờ xác nhận cái H1 và các anh chị top lot ngay ở cái đỉnh cây ngày hôm nay. Đó, thì là cái đó cái kịch bản cho vàng. Thì với cái với cái xu hướng và cái hệ thống của mình á, cái xu hướng mà sell vàng thì mình vẫn hỗ trợ hơn là buy. Nhưng mà thật sự ra những cái này cũng nó cũng giống u cả nó chưa có rõ ràng, quá rõ ràng và nó cũng đang trong một cái vùng hỗ trợ của giá. Có một số cặp rõ ràng thì mình có thể là mình sẽ nói rõ hơn nhưng mà những cặp này thật sự là chưa rõ ràng thì mình uh, cũng chỉ nói vậy để cho mọi người để tham khảo thêm một chút nhé. Còn về một số cặp khác như thể một cái cặp mà mình đã tâm đắc từ bữa giờ đó là cặp mà à, mọi người có thể là xem à, mình ở phân tích đó, cặp như thể cặp AN này. Đây, cặp AN mình nói rất nhiều các anh chị bắt đáy đúng không? Bắt đáy trong à, cái thời gian hai à, hai 3 tuần, hơn một nửa tháng mà xong rồi tuần vừa rồi nó lên khá là đẹp, không? Các anh chị thấy này, nó lên nó đã à, lấy lại hết những cái lợi nhuận của mình, có được hết cái lợi nhuận. Các anh chị thấy quá là đẹp không? Thì đây là một cái cặp mà thời gian vừa qua có lợi nhuận khá là tốt Với cặp này thì mọi người cũng vẫn tiếp tục Nếu mà có tin hay cái gì chờ về hồi về và tiếp tục mua lên Nếu anh chị nào chưa chưa vào được liềm lệnh Thì giờ mình phải chờ cái vùng hồi của nó Rồi mình tiếp tục mình mua lên Và cặp này có thể là xu hướng còn tăng dài hạn nữa Nên mọi người cứ yên tâm Và tiếp theo một cái cặp mình đang chờ nữa Và tối nay nonfarm cũng có thể là một cái dấu hiệu tiếp theo của nó AU mọi người thấy là với cái mô hình nến Và cái dấu hiệu CCI và cái dấu hiệu Ừ, của xu hướng dài hạn mọi người thấy đây thì thật sự ra cái xu hướng chính của nó dài hạn thì nó đã giảm quá là nhiều rồi và hình hiện tại với cái mô hình nến này mình sẽ ưu tiên với cái mô hình nến này mình sẽ ưu tiên buy hơn là sell thứ nhất là xuất hiện hai cái nến doji xuất hiện một nến tăng đẹp và cci đẹp là mình buy thôi và cái điểm top lot của mình hiện tại là mình sẽ top lot ngay ở đây dù tin non farm nó ra hay sao mình không biết nhưng mà mình sẽ buy au thì với mình au là một cặp đẹp còn à, mọi người có theo hay không thì mình không biết nhưng mà với mình mình vẫn theo tâm đắc với AU. Nếu mà hôm nay cây AU mà có tin non pha mà đẹp bật lên nữa, khả năng AU còn lên xa nữa. Còn cái trường hợp là nó giảm vẫn có thể nha. Thứ nhất là những cái yếu tố nó giảm để cho mình nói cho các anh chị biết là những cái yếu tố của nó giảm này. Thứ nhất là nó nằm trong đám mây Ichimoku này, đúng không? Đang nằm trong vùng sideways, nằm ở trên cái đường EMA 20 và 50 đang vùng sideways luôn, nó sideways luôn, nó chưa có một cái xu hướng bật lên rõ ràng hoặc là đi xuống, đúng không? thứ hai là cái xu hướng nó hỗ trợ trợ thật sự ra nó vẫn đang còn hỗ trợ trong một cái chen giảm trong một cái xu hướng chen giảm đây mọi người thấy này những cái yếu tố chen giảm này đó đang đang hình thành thì ở đây có một số cái tích cực mà nó giúp mình mình có thể là mình muốn bay nó hơn là sao thứ nhất là một xu hướng nó giảm đã quá dài rồi thứ hai là nó đã xuất hiện những cái dấu hiệu của đáy và đỉnh đây đáy sau cao hơn đáy trước và có thể là có những dấu hiệu tích cực của mô hình đến thì mình nhìn vào đây và cái khả năng mình cảm thấy là nó phá vỡ cái khả năng nó phá vỡ ở đây cũng khá là cao nên mình sẽ ưu tiên là buy hơn là sell còn mọi người tùy vào quyết định của mọi người nhá thì với mình thì au là một cặp mà mình sẽ tin tưởng hơn là buy còn những cái cặp khác mình phân tích đó có thể là những cái cặp nó có thể là ngược nhau một chút nhưng mà à, mọi người cũng thấy đó mình dựa vào phân tích kỹ thuật thì nó có những cái khả năng xác à, suất có những cái cặp thì mình sẽ ưu tiên nó rõ ràng hơn một chút có những cặp thì À, nó chưa được rõ ràng thì mọi người cứ tham khảo mọi người chọn ra một trong những cái cặp đó mọi người giao dịch chứ mọi người không nên là giao dịch tất cả các cặp mọi người hiểu cái vấn đề đó cho mình còn là như thế ví dụ vàng á mình vẫn thấy có nhiều anh chị bảo là tại sao mà nhiều lúc vậy bay vàng mà sell AU hoặc là bay vàng mà sell EU thì tất nhiên là các anh chị dựa vô đồng USD thì kể để các anh chị có thể là phân tích hai cặp đó nhưng mà các anh chị thấy không, trong thời gian vừa qua đồng USD tăng, vàng cũng tăng. Có công nhận không? Trong thời gian khá là dài là đồng vàng nó tăng này, đồng USD cũng ở trên đỉnh thôi. Đó là cả hai cái đều tăng, có nghĩa đồng USD tăng vàng cũng tăng chứ không phải đồng USD tăng là vàng giảm. Đó nên mọi người uh, hiểu cái vấn đề đó cho mình. Đó thì uh, vàng giao dịch rất là phức tạp. Uh, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố nên là cần có nhiều kinh nghiệm nữa thì mọi người theo dõi và quan sát nó kỹ hơn. Thì đó là những cái một số cặp thôi. Tất nhiên là còn nhiều cặp nữa nhưng có thể là uh, những video sau video ngày mai mình sẽ phân tích tất cả các cặp cho mọi người uh, có cách nhìn nó tốt hơn còn uh, ở cái video này thì mình cũng sẽ phân tích ba uh, cặp đó mình cũng hi, hi vọng là các anh chị và các bạn cũng thêm em uh, chú ý cái những cái cặp đó thôi. Định không phân tích EU nhưng mà thôi có một số các anh chị để ý đến uh, EU thì mọi người thấy này. Cái EU thì cái xu hướng nó khá là khó đoán thì ở đây ở cái vị trí hiện tại những anh chị nào buy thì mình chỉ khuyên là top lot ngày với cái vị trí đáy này thôi còn à, thật sự ra những cái dấu hiệu mà các anh chị tiếp tục sell thì cũng khá là nguy hiểm các anh chị nên chọn cặp khác và không quan tâm đến eu nữa thì nó sẽ tốt hơn còn nếu các anh chị nào mà muốn vào bắt đáy thì tốt nhất chỉ có vào buy rồi top lot thôi vì là cái xu hướng của eu cũng giống nó đã xuống quá là nhiều mạnh rồi mà các anh chị bây giờ các anh chị sell ở đây nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì chỉ là tăng cái độ mạo hiểm cho mình thôi đúng không tốt nhất là đứng ngoài còn nếu anh chị nào chấp nhận bài bắt đáy ăn dài hạn được thì các anh chị vào bài thôi đó là cái eu thì mình còn thấy có khá nhiều các anh chị đang bị dính lệnh eu hoặc là đang ôm EU. thì cũng hay hỏi mình nhiều lắm thì uh, mình cũng nói qua như vậy một chút thôi còn uh, uh, mình cũng không phân tích sâu vào eu nha tại vì cái xu hướng của eu nó đang tổng quan là một cái xu hướng giảm thôi thật sự là như vậy rồi thì uh, mình cũng sẽ đi phân tích qua như vậy cho các anh chị các bạn tham khảo nhá thì uh, cũng mong là video này giúp cho các anh chị các bạn có cách nhìn tổng quan và tối nay giao dịch trong non farm nó tốt hơn và có được nhiều lợi nhuận. Chúc các anh chị và các bạn giao dịch tốt.